Thưa quý vị và các bạn, như tiết mục ống kính phóng viên đã từng phản ánh, nhiều năm trước, tuyến đường vào cảng Cái Gui nằm ở khu công nghiệp Hưng Phú 1 thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Mới đây, tuyến đường này đã được nâng cấp lại hoàn toàn mới, đảm bảo thuận lợi giao thông thông suốt. Cuối tháng 10 năm 2020, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đã phê duyệt đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường vào cảng Cái Gui thuộc phường Tân Phú. Tuyến đường do Phòng Quản lý Đô thị quận Cái Răng làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí trên 13 tỷ 387 triệu đồng. Theo đơn vị quản lý hiện giờ thì tuyến đường đã hoàn thành 100% khối lượng. Trước khi tuyến đường này được sửa chữa thì nó gây rất là ảnh hưởng đến doanh nghiệp với người dân sống ở hai bên đường. Thành ra là khi mà nhận được cái công trình này, phòng đã cố gắng đẩy nhanh cái tiến độ để mà hoàn tất các hạng mục. Hiện tại tiến độ thi công đã cơ bản đã tất cả là hoàn tất, còn các công tác hoàn thiện sau này đang bắt đầu làm phía sau. Là hiện tại công trình đã đạt 100% tiến độ, còn các công tác sau này thì đang gấp rút làm để hoàn thành bàn giao lại sử dụng hết. Sau nhiều năm, hàng chục doanh nghiệp ở khu vực này rất khó khăn trong vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, thì nay rất phấn khởi khi con đường được nâng cấp hoàn thành. Thời điểm trước năm 2021 thì cái đường dẫn vào khu vực cảng Cần Thơ, trong đó có cảng Cái Gui thì là nó xuống cấp rất là nghiêm trọng, thì gây rất ảnh hưởng lớn cho các khách hàng vận tải hàng hóa vào cảng. Thì trong năm 2021 thì được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thì đường nó đã được hoàn thiện, và tới giờ này thì con đường đã xong và đã đi vào hoạt động, thì là đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho cảng Cần Thơ. Thì các phương tiện ra vào cảng được thuận lợi và việc hàng hóa thông vào cảng nó cũng được thuận lợi. Theo đại diện Phòng Quản lý Đô thị quận Cái Răng, tuyến đường sau khi bàn giao cho khu công nghiệp quản lý, địa phương vẫn tiếp tục giám sát và có kế hoạch bảo trì duy tu để phục vụ lâu dài.